Đây mọi người, hôm nay mình đang có mặt ở shop của Lê Khuyến nha mọi người. Đây, shop đồ câu Lê Khuyến, shop Gạch Sơn. Hôm nay mình với ổng qua đây đi bè ở bên Cầu Máu nha mọi người. Đây, hôm nay mình chỉ đem theo một cây cần thôi, là một cái máy, theo bên một bộ câu tôm. Đó, mình cặp xe luôn nè, xin sò không? Đó, phải có bộ có cái thùng đá nữa nè, để câu cá sát nha. Hôm nay chủ yếu là đánh cá sát, cá mè thôi. Đó, còn Khuyến thì ổng câu mồi chuối. Đây, ông mới lấy mồi thúi về nhóc mọi người. Người có mua mồi thúi thì liên hệ bên shop Lê Khuyến nha. À, rồi ok, thì giờ ra cái điểm câu rồi mình sẽ quay tiếp cho anh em coi. Khuyến chuẩn bị xong, giờ mình đi. À, còn gì nữa không? Áo đi. Nay bè còn máu, lâu quá không qua bên đó câu, hôm nay mình đi lại đây. Đem một cây một à, không đem nhiều. Một cây một, thử hết ra một cây mình câu được bao nhiêu cá nha mọi người. À, một cây một với một cái máy, trong đây thì nó có chùm nho với chì mà ní luôn. À, rồi giờ đi này. Thế nào? Cái máy cục chì mà ní luôn đó thôi. Quay quay đi, cái người ta cái túi này như tại danh. Không có bán. Rồi giờ đi ra bãi nha mọi người, hy vọng là có cá quay cho anh em coi ha. Này là bãi bè dịch vụ cho nên nó cũng hơi công cộng xíu, cá mắm thì anh xui. Từ Trà Vinh chạy qua nha. À, người thấy cái chỗ chắc con câu ấy xịn không? À, giờ đi thôi. Hey, tới bãi xuồng nha mọi người. Khuyến. Đây bãi xuồng. Một cây cần, một cái máy cho nha mọi người. Đây lấy xuồng đi qua bên bè bên kia ha. À, giờ đi thôi. Qua bển sẽ quay tiếp cho anh em câu ha. Đây, ông Khuyến nó ra cần xong ha. Đóng đi, đóng đi. Dính rồi. Đây. Dính không? Có. Rồi, hai con rồi. Hai con rồi. Làm gì? Ôi ôi, xác cỡ này thì nhức cái nách rồi. Chọc bá mọi người ơi. Có đường nào gớt không? Không đâu. Rồi, cái xác nó ngon. Ôi, đâu cần nhiều chục con vậy là ăn khỏe luôn rồi. Ổng Khuyến này là ngại của ổng. Đây mọi người thấy cái gọng kìa, này khoe mọi người nè. Ổng mới vừa thể cục mồi đầu tiên luôn, đóng con vô đếm ăn cái thẻo cá sát luôn đó mọi người. Đó. Con vô đếm chậm ăn ký hơn đó mọi người. Mình thì sau cái cần của mình đem ngu nè, nay đi câu bằng cái bộ cần 330 luôn rồi. Đó. Đi. Ôi ôi. Cá sát cái này thì nó đã vô thùng vô thùng. Đây này này. Đó, tới công chuyện rồi. Người con là đủ ăn rồi, không cần nhiều. Rồi ra tiếp, ra tiếp. Chắc hồi tóm theo tầng quá, tóm theo tầng quá. Chùm nho mình nãy vô trong gọng á mọi người, để xuống ở lụm lề nhưng mà không có dính, kiểu mà cá hơi nhỏ trong rồi. Ra ngoài này thì cá lại to. Ngồi phải quay ông Khuyến dính cá cũng được. Vậy nó ăn tới tầng rồi, chùm nho nó không ăn. Chùm nho này mình phải kéo lên một xíu mới được. Đi dở chùm nho mình lên một xíu. Đây, bè này thì 50.000 một người nha mọi người. Một người một cần nha. Mọi người qua đây câu là phải là muốn thêm cần thì phải thêm tìm. Hả? À, để mình quay cái bảng cho mọi người coi. Nói chung là giải trí thôi nha, chứ đừng có tính toán gì mọi gì cá mắm hết. Đây cần câu gì hết, nói chung ở đây là giải trí thôi. Hồi trận dầu đếm nó bá vô cái cần của ông một cái nữa là... Hai con hơi đủ vốn mọi người, con này coi là cũng đủ vốn rồi. Trụng cá sát là đủ vốn rồi. Nói chung là chỗ nào thì tiền nào cũng nấy. Ví dụ mình câu ít cần, số lượng cần ít hơn cá nó không có nhét nhiều. Nói chung là giải trí, ok. Bãi đẹp. Mình thì bè Cần Thơ mình đi muốn hết luôn rồi. Đó đó đó, dính luôn rồi, dính đây. Tực rồi. Vậy đó, ngã không nào? Dạ. Đây. Vô cá luôn hả? Ổn trời. Thì có con gì to cho nó rồi. Đây, nói đi vô quay cho mọi người coi cái bảng. Đây. Đó, đây là cái bảng giá câu nha. Thì một cần một người 50.000, hai cần là 80.000, còn ba cần là 100.000.
thì chơi được. Nói chung bình thường mình đi câu cũng một cần hai cần thôi, không có câu nhiều. Để đi bè câu nhiều khó quản lý lắm mọi người. Đó, trên 3 người thì thêm 30.000, sẽ có bán khô luôn. Thôi rồi thì ra cái thảo tầng mọi người ơi, đánh chùm nho không ổn rồi. Chùm nho là phải chịu cực đưa lên mới được. Hai con khuyến nó ăn kìa mọi người. Nhịp nó ngọn ngọn mới kìa. Đó 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 đó, dính rồi đó. Rồi cái này chắc hai ba con hay gì rồi. Hả? Nhà vậy em mini vậy. Ô, hai con, hai con. Ồ, cái này bự ngon, tại nay ông câu cái cận nó hơi cứng không ấy. Tự dính luôn. Ừ. Vô thùng lấy thùng ra. Để tôi vô tôi lấy thùng cho. Gỡ đi, gỡ đi. Hay là mình đi lấy thùng cho ông nha mọi người. Nay mình thua rồi, mình chưa dính nào, không dính ba bốn con rồi. Lấy thùng cho ông mới được. Đây, mới lấy cái thùng ra cho ông mọi người. Ngon rồi đó, ba con đủ ăn rồi đó. Thôi, ông thả xuống rồi đó. Cần của mình đang ngâm chùm nho. Đây cái bộ cần 330 mọi người, chuyên tôm cá mè dạng cá nhỏ nha, đánh cảm giác mọi người, 330.000. Đây. Gì nữa hả? Năng ổng nữa kìa mọi người. Ổng nó mới kia ổng nữa kìa. Đó. Quay cận cái ngọt cho mọi người coi luôn nè. Đó, đó. Đó. Từ nào nó kia nó dính cái mọi người thấy là nó bực à. Còn dính nhiều mà cà lê luôn. Cái này làm lưỡi xê quá, lưỡi xê mà nó nhỏ xíu là nó lại dễ dính hơn cái thằng u à. Nhưng mà cái thằng u này cái là nó dính luôn, dính cứng cực kỳ luôn. Mọi người có làm theo tầng đánh cá sát thì mọi người lên dùng xê á. Quấn xe thì nó ngon, nó nhạy hơn, nhưng mà quấn u lại cái là dính cá là dính luôn. Lỡ người bá cá bự thì nó cũng sẽ yên tâm hơn, nó như nào cũng khiến con bá dù đếm vậy đó. Trắng lên hết mồi chắc cũng còn vài cục mà, 5 cục luôn à. Nó còn dưới ghĩa đó. Không chừng dính cá nhỏ ở dưới là gì đó. Dính không? Để dính cá nhỏ nãy giờ nó quẩy ở dưới mọi người. Đó. Cám mà. Con hay gì đây? Thôi. Hay nghệ. Ô ở đây nữa. Ngon vậy. Để lên ăn lửng hết rồi mọi người. Ăn lửng hết rồi. Mình đánh đáy là không ăn luôn. Ôi he. Đã sức không? Đẹp. Đó. Cho vô gọng luôn. Yếu rồi đếm hơi yếu. Yêu quái tới luôn. Quá trời mình. Ôi dính luôn rồi kìa. Dính rồi. Dính rồi không? Dính rồi. Rồi 4 con, 5 con rồi. 5 lưỡi hả? À? 5 lưỡi 5 con rồi. Đó. Mấy con. Ồ, ở lấy. Y. Gió bài cái câu của chui rồi. Thành xuống cục chìm rồi mọi người. Cho nó nhẹ xíu. Tại nước bữa nay nó không có chỉ luôn mọi người. Đây đồ nghề của mình đem đó mọi người. Có cái bịch nhỏ vậy thôi. Là đủ rồi. Không có cần nhiều. Đó. Đây, mình đánh bè thì mọi người chỉ cần đem như đó thôi là được rồi. Đó, kinh nghiệm mình đi câu mấy lâu nay đem theo thùng mút đừng cá. Yêu quái tới nha, quá trời đen luôn. Để mình thay chì cho nó nhẹ cái vô trong mình bánh mè chơi ha mọi người. Thấy mọi người, con khuyến con mới để xuống rồi nó lụm nữa rồi kìa. Đó. Thấy không? Hai con không? Nhẹ hả? Vậy chắc con nhỏ rồi. Chuyển ngược tới mọi người. Quá trời đen rồi. Ồ, cỡ đó là ngon nha. Bữa qua anh bên bà cũng chàng chàng này không à. Nhưng mà ở đây mình sẽ tìm ẩn những con cá bự hơn nữa. Mình nãy giờ có con cá mẹ một luôn á, không có quay được nữa mà cơ coi nữa. Ông Quế không làm quá trời, cái này ngại của ổng á. Nhiều quái tới rồi. Người coi kìa. Âm u hết trơn rồi. Cái này người dữ lắm á. Cái xa xa kia là chân nhỏ, nhịp nhỏ của cầu Cần Thơ đó mọi người.
Cầu Máu á, mọi người qua cầu Cần Thơ hướng về Cần Thơ nha. Hướng về Cần Thơ mọi người tới cái nhịp nhỏ, mọi người nhìn mé bên tay trái tay phải chứ. Là mọi người sẽ thấy cái dàn bè ha. Bè này nói chung là giải trí chơi vui được. Động gái thoải mái, lâu dẫn bạn bè lên nhưng mà 50.000 một người mọi người. Là một người một cần đó. Mọi người thêm cây là phải tốn tiền nha. Người về Cần Thơ này thì rất là nhiều dàn bè luôn, có những cái dàn bè khác 50.000 một con dơi câu cây cũng được, 5-6 cây gì cũng được. Nhưng mà mình thấy cho đâu cũng vậy thôi. Tùy, mình thì thích lâu lâu lại thích đổi mới. Nếu bữa nay đi bè này cái chuyến sau qua đi bè kia, đi cái dòng cái xong quay ngược lại vậy đó. Để mình ra cần mới được. Khuyến làm lẹ quá. Thấy xa xa anh kia không? Quá trời luôn rồi, anh kia mưa quá trời luôn rồi kìa. Ào luôn rồi kìa, quá trời nắng rồi kìa. Tới rồi, chuẩn bị tới mọi người. Đó, rớt hồn rồi. Vô. Ngọn nhà câu luôn. Ừ, à, ngồi bỏ ngay lỗ này luôn nè mọi người, khỏi đi châu chơi xa. Đó, dọn cái chỗ này mình ngồi để mình chơi đây luôn à. Ai câu đâu câu. Ê. Đó, rớt ở đây luôn. Đi đâu chơi xa. Dọn dẹp, để mình dọn dẹp nha mọi người. Vô trong đây đứng câu luôn rồi. Đó, ăn luôn kìa. Ăn luôn kìa mọi người. Đó. Dở dính luôn Quyến. Dính luôn. Nấp. Mưa. Rồi, tải rồi. Rớt hả? Ủa vậy? Nấp vào góc bên đây nè Quyến ơi. Nó mưa. Cái bên đây không mưa. Ok rồi. Thoải mái. Thôi góc đây nè. Hai mọi người giờ vô cái lỗ này luôn. Câu vẫn dính cá nha mọi người. Không có cần ra ngoài luôn. Đó nè, có con Quyến kìa. Nè đây nè. Cành. Rồi dính luôn, quấn giùm tôi không hết thôi. Ờ quấn được. Kìa cây của ông dính luôn rồi kìa. Cây của ông rồi đó, dính rồi đó. Không biết mấy con thôi. Mẹ quá của tôi mẹ gì ơi, lãng quá trời. Ô, đây cầm cho ông quấn cái ông đi cầm dính rồi kìa. Đó. Hai con luôn hay gì ơi. Không nhiều khi con nhỏ nó hai con á. Cái nó nghỉ nãy giờ mà. Wow. Trời ơi, cần gì ra ngoài. Nên người đang núp trong đây có hai lỗ ngồi luôn nè mọi người. Trời ơi, trời ơi. Ngon cái lành này chứ. Mày kia ta kéo lưới ầm ầm phải rồi, cá nó cũng ăn rồi. Bè nó quen rồi. Đó, để mình gỡ cá cái nha mọi người. Hết mưa rồi nha nha mọi người ơi. Đó, ăn nữa. Nói chung là ngồi đây câu cũng khá là nhàn nha mọi người. Đó, dính chưa xong rồi còn tăng chứ. Dính luôn hay gì vậy? Đây hai anh em ngồi cái lỗ như thế này. Đó dính rồi, chạy đâu nữa. Cái gì chứ đi câu cá sát thì nó lại hơi dễ ăn nha mọi người. Đánh cá tra này kia thì nó hơi cực một xíu. Chứ cá sát như vậy là chút xíu là về kho ăn chảo là ăn nhất cái nách rồi. Ngon cực kỳ. Như lại nãy ông Khuyến cũng vô ông làm cái tùng con vào đếm rồi. Nó tùng liền rồi. Mình đang ngồi đây canh cá mè, tại bên đây á, là cá mè nó bự như vậy nè mọi người, rất là đã luôn. Mấy lần trước mình qua mình câu là mè bự không, chứ này mình qua mình kiếm mè nữa, mình bắt cho anh em coi. Thì cái bộ này nói chung là chuyên gì mình quánh cá nhỏ, quánh cảm giác thôi. Đập cá bự thì mọi người biết kỹ năng dòng nhiều bắt được hết. Sợ là sẽ dính dây thôi, tại vì thường mình sẽ vô dây nhỏ thôi. Đó, mình thấy nó có ăn của mình đó. Cần mình ăn đánh đáy cho nên chỉ có cá mè thôi nha mọi người. Đó, mới làm cái kịch đó. Luôn rồi. Mình đi dẹp đi dép. Dạ cá mè rồi, đóng đi, giật đi. Cá mè rồi. Rồi cá mè. Dính luôn rồi đó. Dính hồi nãy đó, vậy là nó dính đó. Giờ giật hứa rồi. Dính không? Nhẹ hả? Nhẹ giờ không dính rồi. Vậy là cá sát hả ông ơi, cá sát nó bún rồi. Dạ để đó đi, để tôi để đi dép vô, người sợ gió nó bay cái hồi về không có đôi dép mang nữa. Ê, sao cơm ngươi trời lại sáng nha mọi người. Ồ. Sáng là rồi nha.
ra đây bơi tiếp cái lỗ này mọi người, lỗ này cá dữ lắm. Cái con khuyến ông xã cần xuống nè, nè mọi người nhìn nè, mình ngồi góc bên đây cho cận cảnh cái ngọn ống luôn nè. Đó, để xuống là nó quất liền luôn mọi người, vì chứ cái xác khá là dễ câu luôn. Đó, mình nhiều khi mình cầm mới quay lại không ăn nữa đó, cá nó sợ mới quay đó. Đó, rồi thu dây nè, quất luôn chưa, rồi quất luôn đó, đó rồi thấy không nè, gom gần nè, đó 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 dính luôn, đó đó dính luôn, dính luôn. Ồ lẹ vậy, dễ ăn vậy, trời ơi câu này nó quá dễ ăn nha mọi người. Mình đi hồi giác 2 giờ mấy mình câu cái hơn 5-6 giờ chắc trời, 2 con luôn mới chịu, 2 con luôn. À, quá ngon. Đây ông khuyến ông gỡ cá nha, mình đi vô mình bóp mòn cái cần của mình. Nè mới vô có chút xíu ai giờ đó mọi người, đó xém đủ ăn rồi đó, cái này dư luôn chứ đủ gì, này 3-4 người ăn thoải mái rồi đó. Hay là mình người câu cây thôi đỡ tốn nha, tại bình thường hai anh em đi câu cũng không có câu nhiều nữa, ngựng cây à, còn quánh xác quánh mè gì cũng vậy, chỉ là đi xuồng ghe có nhiêu là bơi hết, chứ đi bè là ngựng cây à. Ai mọi người, kìa. Đó. Đó. Cá sát ăn gì đó. Cá sát, có ăn không? Có ăn không? Dữ vậy? Cái chạy vậy? Khuyến rồi mọi người. Cũng trọng trọng. Đây, câu bằng cái chùm nho nha mọi người. Mình câu bằng chùm nho, nãy đem theo có 3 chùm mà. Hồi nãy rớt hết chùm mà. Câu mồi cám, cám này cũng khuyến nha, cám sớm mịt sơn nè. Đó, mình ngồi đây luôn, nãy ngồi trong cái lỗ đó mọi người, giờ ra đây đó, đem bắt mồi cái. Đây mình đã ra cần xong nha mọi người, đó này cũng không có đem cái cây quay theo cho nên là phải tay cầm. Đó nó gì đó, gì đó, gì lẽ vậy, lẽ vậy, dính nha mọi người, vẫn vậy luôn. Đó, chơi dữ thiệt. Đó mọi người, cá gút nè, ghê. Câu là cho nên nó cũng khá là dễ mọi người, không phải sợ sảy cá, mình cứ kéo từ từ thôi. Qua wow, cá sát bự, ui ngồi đây mà cũng cá sát bự nè, đã cho vô thùng đá. Ê bạn tính đi đâu? Ồ ngon lành không tiếp hả, con khuyến ăn nữa kìa mọi người. Tiêu ấy, còn đi luôn rồi, đó rồi có dây luôn. Còn cá không? Vậy cá nhỏ rồi, ô ngon cỡ này là ngon nha mọi người, nhất cái nách của nay rồi. Đúng mà ra ngoài nó hơi chậm một xíu nhưng mà cá nó bự không à. Nãy giờ ông khuyến ông bào mình nóng vô đây nè mọi người, thả sức không, mình nãy giờ mình ngồi mình lo có cá mè, mình mê cá mè hơn, giật nó đã hơn mọi người. Đó nên bóp mồi tiếp nha. Đây mọi người, mình chơi vậy hang, khi nào cá nó ăn cái mình nắm cái tay quay mình quay luôn. Đó, không đem cây quay mà xin sửa mới được. Đó mọi người thấy đấy, nó ăn nữa kìa, ăn nữa kìa, đó. Đó mình đóng cái lấm, mình chơi lưỡi có ngạnh cho nên là mọi người nhìn nó rút nè. Mẹ ơi, mẹ chắc luôn, chạy đâu nữa, rút từ từ xả cái pin nhẹ xíu. Đó, chạy đi đâu mày, chạy đi đâu, mọi người câu thấy nhàn không mọi người? Mập lù luôn mọi người. Đó, chở con chuồng rộng thôi. Đây, mình sẽ thả ngay tại chỗ như thế này đây mọi người. Đó, đâu cần quăng đâu, đi bè mọi người, quăng là rất là dễ bị dính dây nha. Đó, chả nào chìm tới đáy thì mình bật lại thôi. Đó, chìm ok. Đó, có gì sai đó, chở, ăn luôn vậy.
dính luôn. Trời ơi, đụng ngựa. Cái xác là gì trời? Dính luôn rồi, mới vừa thả xuống luôn. Trời ơi hả? Con gì đây? Hồi xác bự nữa nè, không biết. Rồi. Đang chìm luôn rồi, nó quất rồi đó. Chưa tới đáy. Nó giữ là cục mồi đó. Ok. Đấy, mọi người thấy gì chưa? Mình chưa kịp chìm nữa. Nói chung là đi câu cá bự thì phải chờ đợi. Nhưng mà cá nhỏ thì nó lại dễ câu hơn, mà ăn thì nó ngon. Cá sát thì ăn là nhất cái nách mọi người. À, bóp mồi tiếp nha. Đã cần xong nha mọi người. À, giờ chỉ chờ nó nhịp bụp 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 thôi là dừng. Đó 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 đó, đạm luôn rồi đó mọi người. Mới nhắc. Nè, đóng này phát này là đi luôn nè. Bây giờ mình sẽ đóng bằng cọng dây nha. Đóng bằng cọng dây. Đó, ăn cái mình nắm cọng dây mình giật. Rồi. Nghe mình hâm cái nó hết ăn luôn. Cá thì chứ. Nó nghe mà gì. Còn. Đó. Nắm dây giật cái bịch liền. Tiêu. Hụt lắc. Không dính nha mọi người. Đây, hết mồi nha mọi người. Khiến giờ ông bóp mồi thêm. Hồi nãy câu là mồi sớm gạch sơn thơm. Bây giờ là ông trong công mồi tanh. Mồi tanh đi, tanh thơm trộn luôn. Trời hết luôn ha. Ừ. Cẩm sao bằng. Cẩm sao bằng đi, nào cũng ăn mà. Đây nó quen mồi rồi. Nãy giờ dụ cho nó ăn thơm mà giờ đưa tanh vô là bá vô rồi. Đây mọi người. Cá nữa. Quá trời luôn. Còn đây nữa nè. Còn cá vô đếm nữa nè. Đó, mọi người thấy nó không? Đang phơi với đó đó. Đây nữa nè. Mới câu có xíu à, câu này 2 giờ mấy tới giờ. Nè. Đó. Thế giờ giật kia chơi không cũng nhóc cá mẹ luôn. Nhóc. Nè. Yeah. Vừa đó. Nè. Rồi vừa đó là 3 bữa rồi đó mà đang. Dữ lắm á. Con à. Ê, buổi chiều giờ chắc cũng 3 mấy 4 giờ quá. 4 giờ rồi. 4 giờ hơn rồi mọi người. Ê, có một cái cục mây đen, đang xì ly luôn. Ồ, giờ nói chung là mình bào thêm một xíu nữa rồi mình sẽ đi ngâm bắt cá sát tiếp. Bây giờ mình lo đeo đeo chùm nho. Hơi nhiều á, cởi hết màu về. Hôm vô luôn gì? Ừ. Vô luôn không? À, thôi để hồi đi, cả đi lỡ nhiều rồi giờ vô nó nhiều nữa. Vô, nhiều quá. Ừ, nhiều quá không hết thì câu cũng chút nó về rồi. À, anh em qua câu tí vậy đó. Nãy qua đây cho cả 2:30 á trời. 2:30 giờ 4:30 như ha. 2 tiếng một hồi. Trời ơi, nãy 2 tiếng ngồi như đây là dữ lắm không biết. Còn bị dính thêm cái trận mưa nữa. Con này mới vô là đầu tiên luôn mọi người. Vào đếm. Vào điếm. Mình là kêu dầu điếm. Thì bơ nữa hả? Bơ không dính tay hả? Ừ, rồi. Cho ông làm mồi đi. Qua đây mình câu ké hả? Đây em có một bộ cần câu một. Tại qua đây cũng câu 2 bộ được đâu. 2 bộ tốn tiền. Với lại bình thường câu cũng không hết nữa. Nếu bình thường bây giờ là bóp mồi vô là nó ăn nữa đó. Ê, từ từ. Để nó qua đây tôi lấy nó. Để em bóp mồi thêm, bây giờ hết mồi, cây kia nó hết mồi nãy giờ, chứ giờ để xuống là lụm liền. Miếng lụm gì mà nặng dữ vậy đây? Cái gì? Không? Dữ vậy? Ôi, này xách được luôn ơi. Đang dính cá. Lính hàm dữ rồi, xách được. Được, ở đây, còn ngay lấy bắt khôi, mất khôi. Con lấy mất khôi. Dính cho bá luôn. Được lương đại đi. Thôi đưa. Rồi gớt khói chạy. Ngóc vô hầm đó là chỉ tét thôi. Kìa kìa đưa vô trong, đưa trong. Gớt gớt vô tụi mì ông kìa. Mày dính quá bự luôn. Còn 7 tấm lạng à. Không đâu. Cả ông đâu. Ừ. 7 tấm lạng không? Bự á. Không, không tới. Quá ngon rồi. Thôi, gỡ cá.